có thể đứng vững trong tương lai, để khiến Đức Chúa Trời hài lòng và đi theo Ngài đến cuối con đường. Người phải xây một nền móng vững chắc, thực hành lẽ thức trong mọi sự, lưu tâm ý muốn của Ngài. Nếu người luôn thực hành như vậy thì trong người sẽ có nền tảng. Ngài sẽ cảm thúc lòng người, cho người đức tin, người sẽ yêu kính Ngài. Ngày nào đó thử luyện đến, người có thể chịu đớn đau, tan nát cõi lòng như đã chết, nhưng tình yêu cho Ngài sẽ không đổi, thậm chí trở nên sâu đậm hơn. Đó chính là ơn phước của Ngài. Nếu người muốn có thể đứng vững trong chắc chắn sẽ được Ngài ban phước. Nếu hôm nay người không thực hành thì ngày nào đó thử luyện đến, người sẽ không có tình yêu hay đức tin, thử luyện sẽ trở thành cám dỗ. Người sẽ rơi vào cám dỗ của Satan và sẽ không thể nào thoát. Khi một thứ liền nhớ đến, người vẫn có thể đứng vững được trước nó. Nhưng một khi thứ liền lớn ấp xuống, người có thể không đứng vững được. Nếu người muốn có thể đứng vững trong tương lai, để khiến Đức Chúa Trời lòng và đi theo Ngài đến cuối con đường, người phải xây một nền móng vững chắc, thực hành lẽ thật trong